Hello, xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Thì video này mình sẽ chia sẻ cách sắt chéo an toàn mà mình thường hay dùng nhất. Nói chung là cái lợi cái hại của việc sắt chéo nó như thế nào, nhưng mà bản thân tôi thì vẫn sắt chéo. Các bạn có thể sắt chéo với tôi, để lại comment phía bên dưới thì mình sẽ đọc comment rồi sẽ sắp lại cho các bạn. Nói thôi, không nói linh tinh dài dòng nữa, mình bắt đầu thôi nhé. Đầu tiên các bạn sẽ vào Google, gõ vào tìm kiếm từ check up như trên hình nhé. Rồi, nó vào cái kết quả tìm kiếm đầu tiên. Nó vào giao diện web như này, các bạn ấn đăng ký nó một nick. Phần do name này các bạn ghi tên của các bạn vào. Phần ghi tên thì ghi tên gì cũng được. Thì mình ghi tên của mình luôn. Xà Thanh Tuấn. Ok. Email. Các bạn nhập email các bạn vào. gmail.com. Ok. Mật khẩu. Cái mật khẩu này là mật khẩu của checkup nhưng không phải mật khẩu của Gmail các bạn. Các bạn nhập một cái mật khẩu nào dễ nhớ vào đấy được. Nhập 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi, đó nhập hai chữ bên dưới vào. Y-V-H-I-T-E. Ok. Rồi, ấn Creator Account. Rồi, ok, đã đăng ký xong. Từ phần này mình tạm dịch nó là các bạn sẽ check Gmail của mình, Checkup sẽ gửi một tin nhắn về đấy. Đây, tin nhắn này. Đầu tiên này, Checkup. Các bạn ấn vào đường link. Ấn vào đường link đó. Nó sẽ dẫn ra một đường link như này. Các bạn ấn vào phần YouTube nhé, như trên hình như này. Rồi, đầu tiên là YouTube Channel URL. Có nghĩa là chỗ này bạn sẽ lấy link kênh của các bạn. Các bạn ấn vào kênh của tôi nhé, sau đó ấn vào ba chấm này, chia sẻ, sau đó ấn vào sao chép liên kết. Rồi, đã sao chép. Quay lại phần lúc nãy này thì bạn dán cái đường link kênh của các bạn vào đây. Rồi, ok. Rồi, ấn add account. Rồi, tới phần này sẽ là YouTube video URL, có nghĩa là các bạn sẽ dán link một cái video nào đấy trong kênh của các bạn, bất kể một video nào đấy. Rồi, ấn chọn tất cả. Rồi, quay lại cái tab lúc nãy này, các bạn dán vào đây. Ok. Rồi xong. Các bạn ấn vào phần YouTube nhé. Đây sẽ vào cái giao diện các bạn, để các bạn sắp chéo. Đây, các bạn sẽ đi sắp cho người ta trước. Mỗi một lượt sắp cho người ta thì các bạn sẽ được 50 điểm. Và 50 điểm sẽ tương đương với người ta sẽ sắp lại cho các bạn là một lần. Đấy, cứ như vậy. Đây, mình sẽ mở một tab mới. Bởi vì là mỗi một tab mà các bạn sẽ được sắp cho người ta một lần trong vòng khoảng tầm 25 đến 30 giây gì đấy. Sau các bạn sẽ được sắp tiếp. Nên mình mở một tab nữa thì mình sẽ trong cái thời gian chờ thì mình sẽ cái tab bên kia mình sẽ sắp luôn liên tục cho người ta được. Mình mở đây ba cái tab hoặc 4 cái tab thì mình sẽ liên tục sắp được cho người ta. Đỡ mất thời gian hơn, đỡ phải chờ nhiều. Đấy. Mình quay lại tab bên này. Đấy, như thế là không phải chờ nữa. Lại đi sắp cho người ta. Đăng ký. Hai lượt đăng ký là 100 điểm thì người ta sẽ sắp lại cho bạn hai lần. Mở thêm một tab nữa. Đây là có 50 điểm. Hệ thống cập nhật hơi chậm tí, 50 điểm thì người ta sẽ sắp lại cho bạn một lần.
đăng ký. Kênh này là kênh mình mới lập nên mình test thôi. Tí quay lại xem người ta có sắp lại cho mình được bao nhiêu. Cái gì cũng phải có đi có lại mà, mình sắp cho người ta mới sắp lại thôi. Đấy, được 100 điểm rồi. Mỗi một lần sắp là các bạn sắp liên tục thì được 2.000 điểm, thì là các bạn sẽ phải chờ trong 1 tiếng nữa, thì 1 tiếng sau thì các bạn sẽ mới được sắp tiếp cho mọi người nhé. Tối đa là 2.000 điểm. Lại phải dừng lại trong đến 1 tiếng sau các bạn sẽ sắp tiếp. Để sắp liên tục cho người ta như vậy để tích điểm cho mình. Nói chung là cái việc sắp chéo này nó cũng có lợi có hại cho mình thôi. Mới đầu ai làm YouTube cũng phải sắp chéo hết. Các bạn nếu mà có muốn sắp chéo thì cứ bình luận dưới video cho mình nhé, mình sẽ vào xem, mình sẽ trả lại cho các bạn. Đây mình sắp thử cho vài người xem tí nữa kênh của mình sẽ lên được bao sắp như thế nào. Bây giờ mình sẽ vào kiểm tra kênh của mình xem có ai đăng ký đâu mình không. Kênh của tôi 8 người đăng ký, 3 lượt xem. Video mình kết thúc tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ ấn like và đăng ký kênh giúp mình nhé.